Hello, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn đọc bài tập về nhà ha. Đầu tiên là phần giới thiệu bản thân. Hello, my full name is Nguyễn Đức Hùng. I'm 12 years old. Con nhớ nè, từ 2 tuổi trở lên thì year phải xì ở cuối từ. I'm 12 years old. I live in Đồng Nai province. There are 5 people in my family: my dad, my mom, my sister, my brother, and me. I'm a student at Phước Thiền Middle School. I like playing soccer. I don't like playing badminton. Thank you. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của tụi con á là sẽ thay thông tin của bản thân con vô những từ có màu đỏ. Thì ví dụ tên của con là Jack thì con sẽ thay như sau: Hello, my full name is Jack. Năm nay Jack 13 tuổi. I'm 13 years old. I live in Đồng Nai province. Rồi ví dụ nhà Jack có 4 người. There are 4 people in my family: my dad, my mom, my brother and me. Rồi, sau đó con tiếp tục thay những thông tin phía sau ha. Rồi thầy chúc tụi con học tập thật tốt ha. Goodbye.